Con ơi là con ơi, lá vàng còn ở trên cây mà sao lá xanh rụng xuống ở thế này hả con? Bố đâu, bố về với con đi bố ơi. Mẹ ơi, chắc là con không còn sống được lâu nữa đâu. Con ra đi, điều không an lòng nhất là con Cún. Chăm sự nhờ mẹ dạy bảo cháu nó nên người. Con ơi là con ơi, thế là kẻ đầu bạc chuẩn bị tiễn kẻ đầu xanh, sao lại khổ thế này? Mẹ tuổi cao sức yếu rồi, sao mà lo cho con Cún được? Mày có đi thì vợ mày nó sẽ lo thôi. Trông chờ gì nhà con? Từ ngày con bệnh, con biết là lòng dạ cô ấy thay đổi rồi. Em về bảo lão chồng em đi sớm sớm đi, để chúng mình sớm được sánh đôi. Ốm rầm ốm rìa cả năm nay chẳng chịu đi gì cả, nhưng mà anh yên tâm, chắc là cũng chuẩn bị tìm đường nhập quan rồi. Lúc ấy mình lại có ta lại có mình, kề vai sát cánh sập sình yêu đương. Chứ cứ thế này sáng mong chiều nhớ vấn vương mệt người. Nhớ thật không đấy? Con chó nào nói điêu nhé. Chó nào biết nói đâu mà điêu. Chồng thì ốm đau bệnh tật, mà thế kia thì không được rồi. Chịu thật. Bố ơi, bố ăn miếng cơm cho mau khỏe. Con ngoan, giờ bố không đói, lát nữa bố đói thì bố sẽ ăn. Cả ngày bố chẳng ăn gì, sao bố không đói thế? Bố đừng có mà bỏ con đấy. Bỏ là bỏ thế nào được, dù có thế nào đi nữa thì bố vẫn luôn dõi theo bước chân của con. Con phải luôn ngoan, học giỏi và nghe lời bà nhớ chưa? Chào Cún, ngoan thế, bón cơm cho bố đấy à? Thế chú Sò đã đỡ hơn tí nào chưa? Em cũng đỡ nhiều rồi, chắc là mấy hôm nữa khỏe thôi. Con ra ngoài kia để bố nói chuyện với bác. Vâng, con chào bác Hầu, con ra ngoài. Bác ngồi xuống chơi. Chú phải mạnh mẽ lên, sống để còn chăm lo cho con Cún và bà cụ. Nói bảo gở mồm, lỡ chú mà có mất đi thì cuộc đời hai con người ấy sẽ sóng gió nổi trôi lắm đấy. Em cũng muốn sống để lo cho mẹ và con em lắm chứ. Nhưng mà chắc là không được bác ạ. Người em thế nào em biết, gần đất xa rời rồi. Thôi thì ai cũng có số phận. Chú hãy yên lòng nghỉ ngơi, bình tâm nhắm mắt xa rời thế gian. Đây, tôi có chai cuốc lủi biếu chú. Xuống đấy lạ nước lạ cái, chưa tìm được quán xá thì dùng. Con ơi là con ơi, lá vàng còn ở trên cây mà sao lá xanh rụng xuống ở thế này hả con? Mẹ già sáng nắng chiều mưa, con thơ non dại ai dìu dắt đẩy đưa hả dò? Con ơi là con ơi. Mẹ ơi, mẹ đi đâu thế mẹ ơi? Thằng bố mày mất rồi,
Giờ tao phải đi tìm hạnh phúc mới, chứ còn đi đâu? Chả nhẽ ở đây để hầu hạ bà cháu mày chứ? Mẹ không thương con, mẹ bỏ con sao? Mẹ ơi. Rồi ơi, ở đây khác có bà mày lo. Tao đã nói rồi, tao phải đi tìm hạnh phúc mới. Các cụ vẫn bảo là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Con mày dứt ruột đẻ ra mà mày nhẫn tâm bỏ đi thì mày có còn là con người hay không? Con người hay là con gì kệ tôi. Cháu bà thì bà nuôi đi, bỏ ra. Bà ơi, bố bỏ con đi rồi, giờ mẹ cũng bỏ đi. Bà cháu mình phải sống làm sao? Con ơi, con yên tâm, dù trời có sập xuống bà vẫn sẽ lo cho con lo cuộc sống đủ đầy. Tiên sư nhà cái con kia, làm mẹ đẻ con ra mà lại bỏ rơi con, mai này cuộc đời mày sẽ héo hon tạ tàn. Ông giời có mắt đấy. Baby của em đợi em lâu không? Đợi em cả đời còn được. Đợi một chút có vấn đề gì, từ nay không còn vướng bận. Chúng ta sẽ thoải con gà mái yêu thương nhau. Thế em bỏ theo anh thế này, để lại đứa con có áy náy gì không? Nó có thân nó khác biết lo, áy náy gì đâu, kệ nó. Bố ơi, bố ở đâu, bố về với con đi bố ơi. Bố con về với tổ tiên rồi. Đừng buồn, đừng khóc nữa, bà thương. Dạ, chào cụ. Chào cún. Bác có hộp bánh cho con. Sắp vào năm học mới rồi, con phải ăn nhiều để có sức mà học nhớ chưa? Cầm lấy. Con xin. Bố ơi. Cụ ơi, nhà con ở ngay gần đây. Nếu mà hai bà cháu có việc gì cần giúp thì cứ ới con. Khổ thân hai bà cháu quá. Sở ơi là sở ơi, mẹ già rồi, không biết là có lo được cho con cún không nữa. Ở suối vàng có linh có thiêng phù hộ độ trì cho mẹ khỏe chân dẻo tay, để vượt qua những tháng ngày bão giông con ơi là con ơi.